váy sơ mi họa tiết 1645 đại nhời quá xuất sắc luôn ạ. Đầm này thiết kế sơ đồ cổ sơ mi cho mình ha, tay lỡ vai bồng dáng đầu phong xòe cho mình đây. Một cái combo mà phải nói mặc lên vừa tôn da vừa gọn dáng đúng không ạ? Rất là xuất sắc luôn. Thì hiện tại 1645 sắp đang có cho các chị đẹp mình tới 4 size lận, từ 40kg cho tới 70kg thì mình sẽ mang vừa ha. Và eo dưới 88 cho em thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em luôn ạ. Đầm bên shop chỉ về đột ngột lần thôi nha. Tại nhìn thấy ngày hôm nay em nó đang còn đầy đủ hàng, đầy đủ size và đang sale rẻ thì mình tranh thủ vô đây liền, săn sale liền với shop ngay ạ. Mẫu em đang mặc trên người 1645 ngày hôm nay các chị đẹp mình đặt đơn trong livestream này mình sẽ được săn sale với shop một cái em đầm công sở trung niên chỉ có 249.000 đồng thôi. Trời quá xuất sắc cả nhà ơi, mê chưa, góc nào cũng đẹp, góc nào cũng sang hết trơn ha. Sắp có giờ hai vị tới cận nhà và khi các chị đẹp mình nhận được váy tại nhà mình được quyền kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán luôn. Cố gắng nhanh tay săn sale liền với shop, chậm tay quá nó hết hàng rất là ổn luôn ạ. Nền vải của em váy này sẽ là sự kết hợp giữa hai màu nha cả nhà ha, màu trắng với lại tông màu xám nạp đó trải đều trên nền vải và những cái màu này nó sẽ tan ra vào nhau ha. Rồi và có những cái họa tiết nằm ở bên trên nè cả nhà ơi, họa tiết đó, cây cỏ hoa lá cành ha, họa tiết sơn thủy rất là đẹp luôn. Rồi đang mặc trên người mã số 1645 ấy chứ, đầy đủ 4 size đang sale luôn 249.000 đồng. Mình đặt đơn có việc comment ngay cho em phía dưới mã số 1645 và số điện thoại cho em là được ha, đầy đủ cú pháp giùm em. Trời, cái chất liệu vải của nó rất đẹp luôn nha. Đây là dòng vải lụa mango cao cấp, vải mềm chất mát và có độ co giãn nhẹ nhàng cho mình luôn. Thiết kế thêm hai túi hai bên như thế này nè và có khóa cái ẩn đồng đằng sau lưng ha. Vải mango này cả nhà yên tâm là mặc lên không có sợ bị nhăn nhầu dễ trơn á, mặc đi chơi đi làm nè nửa buổi hoặc cả ngày trời vẫn cảm thấy rất là dễ chịu thoải mái luôn nha. Đó, cái đầm lụa mango này trong tủ đồ mình có chưa, chị nào có rồi là mình mặc lên mình ghiền liền đúng không ạ? Nhưng mà chị nào chưa có đó chốt liền nha, mẫu đầm này đang sale rẻ đó mấy chơi, chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng. Và giá tiền này em cũng đã báo rồi nha, chỉ áp dụng duy nhất trong bài livestream này thôi. Nếu như chị khách nào mà mình mua tại cửa hàng nhà em thì bên em sẽ báo là 450.000 đồng. Giá tại cửa hàng nhà em hay là những trang mạng khác cũng như là những bài livestream khác của anh em hiện tại là 450.000 đồng ha. Nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay chị đẹp nào mình đặt đơn nè và có chia sẻ livestream em sẽ giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng thôi ạ. Rất là rẻ luôn nha. Ngoài ra bên nhà em sẽ có cho mình thêm một cái chương trình ưu đãi nữa. Chị đẹp nào mà mình đặt đơn ngày hôm nay mình dồn đơn hàng cho em là 595.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn, ok chưa ạ? Dạ em đang mặc trên người bảng 1645 chứ ơi, xinh lắm, vải của em nó cũng đẹp nữa, dễ mặc cực kỳ luôn. Vải này sờ lên mặt vải cho em mềm mịn chất rất là mát nha chị Hoàng Anh. Em đang còn xem mờ đó chứ, mình đặt đơn cho em đi, nhanh tay lên đơn đi chứ ơi, chậm tay quá nó hết hàng ổn đó. Rút kinh nghiệm từ những đợt trước nha, tại vì mỗi một đợt em chỉ về được có một lần à, bán hết rồi là qua luôn chứ không về đi về lại. Nhiều chị khách thấy là hôm nay á em lên sóng em báo còn hàng còn sai, không nhanh tay đặt hàng đâu, mai mốt cái quay lại hỏi em, ủa em ơi hôm qua chị mới thấy là em lên live báo còn hàng mà sao bây giờ nó hết. Trời ơi, cái chị đẹp ạ, mỗi giây mỗi phút trôi qua em đầm này á đều có số lượng bán ra hết trơn á đó, chứ nó không có ở đó mà chờ mình đâu ạ. Và số lượng em về cho mình là số lượng nhất định ha, về nhiều cũng vậy, về ít cũng vậy, lẻ sai hay là hết hàng là hết luôn, không có về đi về lại, cô không có may chăm thêm đâu nha. Đó, và đặc biệt đầm bên nhà em là tự may, tự thiết kế và tự sản xuất, đảm bảo không có sợ bị đụng hàng với bất kỳ shop nào luôn. Em bán hết rồi, cả nhà cũng không kiếm được shop thứ hai bán cái đầm y chang như vậy đâu, hàng độc quyền luôn đó. Và cả nhà nhìn thấy cái họa tiết này đẹp ghê chưa, màu sắc cũng lạ, họa tiết cũng sang nữa, mà mặc lên không có sợ đụng hàng, cũng không có sợ qua thời lỗi mốt gì cả nha. Năm nay mặc vài ba lần có cũ cho em, năm sau lấy ra mặc vẫn đẹp bình thường. 40kg cho tới 70kg, mã số của em đó là 1645 ha. Mình đặt đơn có việc comment ngay trên phía dưới mã số nè, 1645 nè, số điện thoại nè và có chia sẻ livestream là shop sẽ giảm giá liền cho mình, từ 450 mà giảm xuống chỉ còn có 249.000 đồng. Như vậy là mỗi chị sẽ được giảm tận tới 200.000 đồng lận nha. Bấy hoa thêm cặp bến cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1588 nha. Đầm này thì thiết kế sẽ là cổ lượng sóng như thế này, đẹp ghê chưa. Rồi có may cho cả nhà mình nguyên một cái mảng hoa thêu ở đây, hoa thêu này em may hẳn lên trên mặt vải nha, không dán keo, không ép nhựa nha. Hoa thêu 3D ấy, mấy chị đẹp ạ, nó nổi lên trên mặt vải như thế này và chuyển màu rất đẹp luôn ha. Hoa màu đỏ thì sẽ chuyển từ màu đỏ đô sang màu đỏ tươi, và những cái cành lá này thì sẽ chuyển từ màu nâu nâu sang màu vàng đồng, nó rất là đẹp luôn nha mấy chế, đẹp dữ lắm.
Rồi, tay ngắn cho mình nè, ôm eo và dáng đồng phong trề tròn luôn. Trời ơi, cái mẫu đồng này mặc lên nó tôn dáng dã man luôn mấy chị đẹp ơi. Hiện tại thì em đang có cho mình đầy đủ 4 size, từ 40kg cho tới 70kg. Chị nào mà mình chưa có đồng hoa theo trong tủ đồ thì ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn chốt liền cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1588. Đặt đơn quý vị comment ngay cho em phía dưới mã 1588 với số điện thoại hôm nay sale lớn nha nhoi. Cao 1m65, đầm để mặc dài tới cổ chân như vậy ha. Mình thích mặc dáng dài dài thì mình cứ để dài dài như vậy cho em. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn, có thể lên lại cắt ngắn được luôn, tùy theo cái ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm luôn ạ. Chỗ đầm này chất liệu vậy của em nói là đầm thun dập sóng á mấy chị, để em đứng gần cho mình coi nè. Những cái thun dập sóng này nè, đó nó sẽ nổi lên trên mặt vải, nó sẽ lượng sóng như vậy nha. Nhưng mà khi mà cả nhà mình sờ lên á, mềm lắm, mềm lắm, dễ chịu cực kỳ luôn, êm lắm cả nhà ơi, không nhăn nhầu và cũng không có sợ bị chạy nhau vải khi mình mặc thời gian lâu dài ha. Còn có túi cho mình nữa, váy này chỉ cần là may một lớp thôi à, không có cần phải hai lớp đâu, tại vì một lớp là vừa rồi, không sợ thấy, không sợ lộ và cũng không có sợ bị nặng người đâu ha. Đó, và cả truyền hình nhìn thấy nè, nguyên cái mảng hoa thếu này mặc lên nhìn gương mặt mình rất là tươi sáng nè và sang nè. Còn thân váy thì em sẽ may cho mình tông màu đen, chọn mặc lên vừa tôn da vừa gọn dáng nữa. Ngày hôm nay thì em đang có một cái chương trình sale lớn dành cho các chị đẹp mình luôn. Chị khách nào mà mình đặt đơn mẫu đầm này của em thì ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn chốt sớm. Chỉ cần comment ngay cho em phía dưới mã số của em đó là 1588 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng nha. Nhanh tay em đảm bảo là còn hàng còn size cho các chị đẹp mình luôn. Nhưng chị khách nào mà mình đặt hàng chậm tay quá thì sao ạ? Nó hết hàng rất uổng luôn nha. Rồi, dạ ok chị Tú Lê có đơn hàng, chị Lily ok em chốt đơn hàng cho chị Lily luôn. Em có bao nhiêu vậy? Em có 1m65 mấy chị đẹp ơi, đầm để mặc dài tới cổ chân em như vậy nè. Mình thích mặc dáng dài hay dáng ngắn, thích mặc dáng dài thì cứ để dài dài như vậy cho nó thước tha ha. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì mình có thể lên like cắt ngắn được, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm nha chị. Em có giao hàng về tới tận nhà luôn và khi chị đẹp mình nhận được váy tại nhà được quyền kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán. Để cho chị mình thấy em giới thiệu như thế nào. Đó, mình thấy trên live em ra sao nè, thì về nhà nhận đồ váy là y chang như vậy, hoặc là nhiều khi bên ngoài nó còn đẹp hơn trên like nữa đó. Mấy màu vậy sao ơi, một màu á chị đẹp ạ, đầm nào hai màu ấy sẽ báo luôn trên livestream cho mình. Nhưng mà riêng mẫu đầm này thì hiện tại shop đang có cho các chị mình một màu duy nhất, không có màu thứ hai đâu nha. Vải mềm êm chất mát, còn có độ co giãn nhiều cho mình nữa ha. Chị Thu Thủy ok có đơn hàng, chị Lan Anh ok em chốt đơn hàng cho Lan Anh luôn. Còn chị khách nào mình đặt đơn mẫu đầm này nữa thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn chốt sớm cho em đi nè. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1588. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh em đảm bảo là sẽ có đơn hàng cho mấy chị đẹp mình luôn. Còn chị khách nào đặt hàng chậm nó hết hàng ổn nha. Rồi cả nhà nhìn lượng sóng nè, đó nguyên một cái mảng hoa thêu ở đây luôn, đẹp ghê chưa. Hoa thêu màu đỏ nè, lá là màu vàng đồng cho mình ha. Rồi còn có phối cho cả nhà mình đây, dập sóng nè, co giãn mà nói là siêu nhiều luôn á, thích ghê chưa mấy chế. Mã số của em nó là 1588 nha. Chị nào mình chưa có cái mẫu đồng này ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn cho em đi. Chỉ cần comment ngay cho em phía dưới mã số 1588 với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng nha. 47kg mặc cho em size M là vừa. Váy này chị mình mua tại cửa hàng nhà em, mình mua giùm em với giá tiền là 450, nhưng mà trong ngoài lại trong ngày hôm nay có 299.000 à. Nó rất là rẻ luôn và cực kỳ đẹp luôn ha. Hoa thêu luôn mấy chị đẹp ơi, trong tủ đồ có chưa? Chưa có, chốt đơn liền cho em ha. Mang đi đóng đẹp hết trơn, mang đi chơi đi tiệc được, mang đi làm công sở dọc văn phòng thoải mái thả ga luôn ạ.